Xin chào tất cả các bạn. Đây là hôm nay mình chuẩn bị chế cái máy đường thử cái chân vịt đây các bạn ơi. Đây là cái ruột gì? Cái cốt của cái cốc đời nha. Nè, nãy mình mới đóng ra nè. Ở trong đây thì nó có cái găng lợi á. Ở đây mình thấy cái này như là nó hợp nè, bởi vì mình lấy ra mình mài nhẹ lên cái đầu mình đóng vô. Đó. Đóng vô rồi chân vịt đâu ta? Đây là chân vịt 6cm 4 cánh nha các bạn, chân vịt thao. Để chút xíu nữa mình sẽ đem xuống nước mình thử cho anh em coi nó sẽ chạy như thế nào nha. Đây mình chuẩn bị gắp vô đem xuống nước. Đây là cái robin NBT415 nha. Máy này 2 thì 72cc. Đó, đây là cái nhông chuông rồi các bạn. Rồi giờ này mình chỉ gắp tạm thời thôi chứ này chỉ thí nghiệm cho anh em coi thôi chứ nữa mình làm hộp số mình chạy chương trình tới 1 tấc 8 mấy lần. Rồi ok. Cái này nó có cái lợi các bạn, mình gọi là mình canh mình đóng vô được. Nó quơ kìa. Nứt cái này luôn. Rồi ok, bây giờ mình đem xuống nước mình thử nha. Chưa ít chạy đưa chân vịt ra ngoài luôn kìa. Kinh khủng thiệt. Cái này xuống nước chắc chịu không nổi quá. Chạy đưa vịt ra ngoài kìa. Thôi chạy tốc độ mà hả? Tuồn không biết. Rồi tắt đây, mình đem nước đi. Okay. Giờ thì mình đợi máy anh chạy thử nha. Thì cái chân vịt này mình làm cũng kiểu như là tạm bợ để thử coi chịu nổi không. Cũng làm cũng cứng lắm rồi, sợ nó chịu không nổi thôi. Thì máy cỏ tu nhanh quá, bà nội nó. Rồi bây giờ mình đợi máy quất nè. Thank you.
bạn, để mình giờ đi điểm cái. Tại vì chỗ này nè các bạn, cắm nước xuống chạy nó nhìn không thấy được cái giọt nước của nó búng lên, như nó mạnh lắm, nó đẩy nguyên cái máy lên luôn á. Để mình đổi địa điểm rồi mình quay tiếp. Ok. Bây giờ mình thử lại nha. Kiếm được địa điểm tốt, tại vì mình sợ ướt cái cục ấy nè, cái cục điện của nó nè. Bơm xăng nữa mới được. Bị hộp xăng. Xăng muốn gần hết rồi. Chiếc vịt này là 6cm nha, 4 cánh. Tình huống là rồi ơi, hàng gì chạy sao mình thấy nó chạy nó không mạnh các bạn ơi. Nè, chân vịt nó tuôn nè, hàng gì tôi sợ mình lên ga mà nước đạp yếu xìu quá, chết luôn. Tại vì nó không có cái lỗi nè, kiểu này chắc phải đem lên xiết lại, để mình xiết lại cái tiếp rồi các bạn ơi. Chơi này tại vì mới lần đầu nên khó khăn, anh em thông cảm cái nha. Rồi tắt đi. Ok anh em ơi, tại vì hồi nãy nè là nó không có cái ấy này nè, không có cái lỗi này nè các bạn, bởi vì nó bị tuôn á. Bây giờ mình đã làm ok nè, giờ mình bắt lại mình ráp đem xuống nha, tại vì video mới chạy mấy cỏ lần đầu nó hơi bị trục trặc, anh em thông cảm nha. Rồi ok anh em, bây giờ mình đem xuống dưới mình thử tiếp nha, lần này không thành công nó là dẹp luôn á. Yeah.
Cực tăng inox 6 ly bất luôn nha các bạn. Các bạn biết nó chạy khủng khiếp cỡ nào rồi đó. Vô cái đường mắt. Thì cái chân vịt này nè, là cái chân vịt này là 6cm 4 cánh nha các bạn. Hồi nãy thì lúc mà nó bắt nước á, lúc mà nó mình nhặn nó xuống dưới á, nó bắt nước là mình thấy cái máy nó vừa nha các bạn. Nó hơi nặng hơi chút xíu. Thì cái này mà để thẳng chạy là ok đó, khỏi cần chuyền qua hộp số. Còn mình chuyền qua hộp số thì xài chân vịt lớn hơn. Nó mạnh lắm nha các bạn, tại vì mình cắm cái chân vịt nó xuống thì mình không thấy được cái lượng nước của nó phúng á, chứ thật ra nó mạnh. Nó đẩy đẩy cái máy lên luôn á. Rồi ok, này là cái máy à Robin NGBT415. Chân vịt thì 6cm 4 cánh. Đó. Giờ anh em nào có thể mua mà chơi cano là chạy được quốc luôn. Còn này mình mua về đặt tàu kéo thì mình phải qua hộp số nữa. Banh luôn, banh cái ấy luôn. Tại vì mình sợ nó ướt cái cục điện nè. Bây giờ mình không dám để sâu xuống dưới đó một chút xíu để cho cái máy nó ngang á, thì nó sẽ các bạn sẽ thấy được cái giọt nước nó búng ra nhiều hơn nè, nước nó vô nè, mình sợ. Rồi ok. Chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở những clip sau. Anh em thấy hay nhớ like và subscribe cho Hoàng Thanh nha, để ra những clip mới hơn.